gì hết chưa. Quá à. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vâng.
Không xong đi. Mẹ trời. Này. Con đi. Thank you.
Thank you.
Vươn nhé. Vươn này chồng hai đi nào. Thank you.
Thank you.
Oh.
Chị ơi, nhìn hồi em phi về cho đưa cho ông bà. Đồng bằng nhiều lắm rồi. Này này. Đi sâu lắm. Thank you.
của mày chỉ cần cầm cái bé thôi. Sợ sợ là không thấy bà sợ đến giờ đâu, mày không có to thì không thích ăn to. Em không thích to đâu. Mà chị có được cầm tiền ra đây không? Tao vụ cho em không em cần. Mất 3 cân. Mất 10.000 cái này 5.000. Lấy mướt đi. Ờ quên. Mướt gà chọn hết rồi. Mà lấy cả chanh tay được. Đi tay ra đây còn nhỏ mà. Thật ra cái này mình rất thích ăn nhưng mà lười nấu. Nấu này chứ không làm đâu mà. Cái này đang như thế rồi. Tân tươi một tí cũng được mà, không sao đâu. Cởi nổi. Cái này mà bán dễ lắm. Tiếng gì đấy? Bà lấy nốt đi này. 3.000 thôi mà lấy nốt. Bà lấy hết cả túi đấy á? Ủa siêu đấy, bà lấy lắm đấy. Đúng rồi, bà lấy hết. Có tiền đâu, bán này chưa được 10.000 cái này đây. Còn chưa được cái này vừa anh. 30 quả trứng nữa. Cái mướp là bao nhiêu? 30 quả là tất cả mướp bao nhiêu cân? Cái này 11 quả, cái này 12. Hơn cân không? Còn 10.000 đi. Cân 7. Cân 7 à? Ừ. 5. 105.000. Tính chưa già đâu cô ơi. Đây à? Không đủ tên lẻ đấy cô. Còn này đấy nhá. Có 1 quả thôi. Không có. Cho nó đủ 5.000. Đây là chỉ 5.000. Cho nó đủ 5.000 một cân thôi mà. Một cân tí với lại. Em lấy 3.000 à? Không, lấy 1 cân mà. 5.000 à? 1 cân mà 2 quả này nào. Thôi đây để 1 cân cho em đi. Lấy đủ 10.000 tốt.
nốt thì có 15.000 một quả kia nữa. Không lấy đủ luôn đâu. Quả này đẹp ơi, đến ơi. Đấy, nó cho 10.000. Chị Nguyễn lấy nốt để không? Chị lấy hết. Quả này chị tính tiền này. 30 quả trứng. 90.000. Cái này là một cân. Cân 7 hay cân mấy? Lời cho hết đâu. Thank you.
Thơm quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình mới được mấy lạng về sáu. Thôi bao nhiêu được bao á? Cân ba. Lấy hết rồi. Cảm ơn. 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 Lấy hết rồi. Cảm ơn.